Hướng dẫn cách làm một chiếc móc treo hình trái tim đơn giản như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một chiếc compa, những cái cây bút màu nước như thế này, một chiếc bút chì này, kéo, và không thể thiếu đó chính là keo dán nhé. Ở đây mình sử dụng keo nén để dán. Ngoài ra mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại hồ dán, keo dán khác có thể dính được giấy nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị 3 tờ giấy màu. Mình có màu đen, màu trắng và màu xanh da lá cây. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu đen này. Cái tờ giấy màu đen này thì mình sẽ để làm cái phần thân cho cái tấm thiệp. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra một hình trái tim nha. Giờ mình sẽ vẽ hình trái tim ra đây. Sau khi mình vẽ xong, giờ mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nhé. Sau khi mà mình đã cắt xong hình trái tim màu đen như thế này rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu trắng này. Đối với cái tờ giấy màu trắng này, bây giờ mình sẽ vẽ ra nhiều cái hình tròn nhỏ nhé. Mình sẽ vẽ thật nhiều cái hình tròn nhỏ ra đây nha. Giờ mình sẽ cắt nó ra cho mình.
Cái tiếp theo nha. Tiếp này. Mình sẽ cắt toàn bộ cái phần này ra nha. Còn vài cái nữa nha. Mình sẽ cắt thêm 4 cái nữa này.